rất nhiều. Và trong chương trình buổi sáng này hôm nay, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn với toàn thể quý vị đã gửi những đóa hoa chúc mừng cho gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu cơ sở xay xác lúa gạo Hồng Nhã chính thức, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Hồng Nhã lên trên sân khấu để cùng nhận những lá hoa chúc mừng của các công ty doanh nghiệp và gia đình bạn bè anh em trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bà. Và lời đầu tiên cũng như lá hoa đầu tiên để chúc mừng cho cơ sở xay xác lúa gạo Hồng Nhã trong buổi sáng ngày hôm nay, đầu tiên tôi xin giới thiệu em Hoa Lương lên con lãng hoa chúc mừng cho gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời quý vị, xin mời chào mừng các bạn ạ. Nhiếp ảnh gia, chúng ta hãy cùng lưu luyện lại những kỷ niệm khoảnh khắc của ngày khai trương trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúa gạo xin được chân thành cảm ơn với những tình cảm của quý vị đã dành cho gia đình. Và ngay sau đây xin được trân trọng mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những tình cảm của gia đình gửi lời cảm ơn với toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Cơ sở xây xác Nguyễn Hồng Nhã xin gửi tới các quý vị đại biểu, các anh chị em, bạn bè, hàng xóm cùng anh em trong tổ máy lời chúc, lời chào thân ái nhất. Xin kính chúc quý vị an khang, mạnh khỏe. Chúng tôi xin cảm ơn các quý vị đã về chung vui, cổ vũ cho chúng tôi trong buổi khai trương ngày hôm nay. Chúng tôi cam kết mang đến nguồn lương thực chất lượng, không chất bảo quản, không chất tạo mùi, ngon, bổ, giá cả hợp lý đến với khách hàng. Chúng tôi xin kính mời các quý vị phơi tiệc nước, bánh kẹo, chung vui cùng chúng tôi và đến giờ sẽ vào tham quan kho sản phẩm cùng dàn máy móc thiết bị sáp, xay sáp của chúng tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Đến quê em một chiều lắng ngâm khúc hát sông quê du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong lắng trong mưa lúa vẫn đến xanh tốt, mà trong bom trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu riêng biệt, hàng phi đau gió mát, anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông sâu đã bắt cầu đưa em về đồng cõi, anh thương em anh nói. Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, bởi thầy mẹ xa chơi để anh thương, để em thương. Cho em về quê mình cùng làm lúa, cùng làm đây, cùng dệt coi, cùng đàn mây. Tay anh số vàng, tay em chạm bạc, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó, lòng em yêu thương. Biển quê đó Thái Bình đẹp lắm,
Bây giờ xin mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em hàng xóm vào trong kho thăm tham quan dây chuyền sản xuất và kho lưu trữ thóc gạo của chúng tôi. Xin kính mời ạ. Chúng ta hãy cùng đóng lên để cùng chiếc máy được chạy trong buổi sáng năm 2020 hạt gạo thơm ngon món cơ sở xây sắc gạo mở cửa và quân của bác đã đến dừng để xây chuyển cửa hàng và thăm dây chuyền sản xuất xây sắc gạo và cô đứng trên phần đầu của cơ sở xây sắc gạo tổng nghĩa tại xóm mới xã Hồng Đảo huyện Thanh Hà dừng. Đây là những sản phẩm lúa gạo đã được Hồng Nhẹ tìm tới những cánh đồng mẫu lớn tại Hải Hậu và Nhỏ để mua về những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho bà con cô bác và toàn thể anh chị em tại xã Hồng Ngạn, huyện Thanh Hà và tỉnh Hải Dương như tất cả bà con cô bác các tỉnh thành lân cận, với mong muốn đem lại bữa ăn thường nhật cho bà con cô bác với chất lượng gạo tốt nhất. Đây là dây chuyền xay sát thóc gạo của cơ sở Hồng Nhã. Sau khi thóc được đưa vào máy sàng sẩy chấu dầm, khi sàng sẩy chấu dầm xong thì tiếp tục được chuyển sang máy bóc vỏ. Khi máy bóc vỏ xong thì tiếp tục được tự động hóa chuyển sang máy trà bóng và lọc sàn, lọc tấm. Khi máy lọc sàn còn xong thì lại được tự động hóa chuyển sang máy đóng gói. Đây là những sản phẩm tốt nhất mà cơ sở Hồng Nhã đã đi tới những cánh đồng mẫu lớn tại Thái Bình và những tỉnh thành lớn gần để tìm về những sản phẩm thóc gạo ngô tốt nhất, chất lượng tốt nhất, hàng sạch để đem về phục vụ bà con cô bác. Cơ sở xay sát gạo Hồng Nhã cam kết với lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp chỉ bán lẻ những sản phẩm thóc gạo ngô tươi chất lượng đúng với giá trị của từng sản phẩm, không pha trộn, không mua bán những sản phẩm không bảo đảm chất lượng làm nguy hại tới sức khỏe của cộng đồng. Cơ sở Hồng Nhã xin được cảm ơn và quan tâm bác các anh chị em các công quản đường xa xa xôi trời đất đến với cơ sở Hồng Nhã để giữ được những thay chương cơ sở xanh xa lạ và công quản nước thóc đã được cơ sở Hồng Nhã bảo đảm cùng bà con cô bác với những sản phẩm không hóa chất, không chất tạo mùi, giá cả bình dân phù hợp với từng loại sản phẩm. Nhân ngày khai trương, cơ sở Hồng Nhã xin được cảm ơn tới tất cả bà con cô bác, anh chị em của Hồng Nhã đã dành thời giờ quý báu tới dự lễ khai trương và ủng hộ cho cơ sở Hồng Nhã đã mua hàng nhân ngày khai trương, tạo động lực cho Hồng Nhã có thêm niềm tin để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc.